Uống thuốc độc không chết. Nàng thật xinh đẹp, ta yêu nàng, ta cũng yêu chàng. Chà, hoàng tử và công chúa yêu nhau say đắm nhỉ? Nhưng chắc gì họ được yêu nhau mãi mãi. Sao lại không? Họ đang ngồi kề bên nhau đầy hạnh phúc kia kìa. Còn tôi thì đã tận mắt thấy được tương lai của họ từ gương thần. Tương lai của họ ra sao? Khi lên tới bờ, hoàng tử sẽ nhảy lên cưỡi một con ngựa màu hung. Nó liền bay đi đem theo hoàng tử lên 9 tầng mây. Hoàng tử sẽ không bao giờ được gặp lại công chúa nữa. Ôi, thật đáng thương, nhưng không có cách nào để cứu được à? Có chứ. Nếu ngay lúc đó có một người khác cũng nhảy lên lưng ngựa và lập tức rút súng ra bắn chết nó, thì sẽ cứu được hoàng tử. Nhưng ai biết trước được điều đó mà nói ra thì sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Nhưng dù cho con ngựa kia có bị giết thì chưa chắc hoàng tử đã được bên cạnh công chúa. Vì khi hai người về tới hoàng cung thì sẽ thấy một chiếc áo cưới để trong một chiếc bình vàng. Chiếc áo óng ánh tưởng như dệt bằng sợi vàng, nhưng kỳ thực bằng diêm sinh và nhựa thông. Mặc áo vào người thì hoàng tử sẽ bị thiêu thành tro. Ôi, thật là khủng khiếp. Vẫn có cách cứu được hoàng tử chứ? Có chứ. Nếu một ai khác đeo bao tay, cầm ném chiếc áo ấy vào lửa cho nó cháy rụi trước thì hoàng tử thoát nạn. Nhưng ai mà biết trước được điều đó và nói ra thì người ấy sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Cậu định nói thế có phải không? Chính xác. Ôi, hoàng tử và công chúa thật bất hạnh. Làm sao có ai đủ dũng cảm và lòng trung thành để cứu họ đây? Ngay cả khi chiếc áo kia có cháy thành tro thì hoàng tử vẫn chưa chắc được sống chung cùng công chúa. Lại còn chuyện gì nữa? Sau lễ cưới, trong lúc khiêu vũ, công chúa bỗng nhiên tái mặt đi, ngã bất tỉnh tại chỗ. Nàng sẽ chết luôn nếu không có người tới nâng nàng dậy, cắn vào cổ nàng rồi hút ra 3 giọt máu. Nhưng người biết được điều đó, nếu nói ra sẽ bị hóa đá toàn thân ngay lập tức. Ôi, hoàng tử và công chúa đáng thương biết bao. Ta phải làm gì để cứu họ đây? Johannes, sao trông ngươi có vẻ buồn bã thế? Hãy xuống thuyền và nghỉ ngơi một chút đi. Cảm tạ hoàng tử đã lo lắng. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi à. Ta hồi hộp quá. Ta mong sớm trở về lâu đài để tổ chức lễ cưới, đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt được. Dù thế nào thì ta cũng phải cứu hoàng tử cho bằng được, dù có bị bất cứ một hình phạt nào chăng nữa. Ui, con ngựa tuyệt quá. Để ta cưỡi về hoàng cung. Tại sao? Trời ơi, hắn thật hỗn xược. Ngựa đem đến để hoàng tử về cung mà dám bắn chết. Im ngay. Việc Johannes làm chắc chắn là có lý do của nó. Mau về cung điện chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Tại sao ngươi dám ném áo cưới của hoàng tử vào lửa? Kể cũng lạ, nhưng Johannes làm thì chắc chắn có lý do của nó. Làm gì có chuyện đó? Ta... Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị cử hành hôn lễ đi. À! Công chúa, nàng sao vậy? Johannes, ngươi dám vô lễ với cả hôn phu của ta sao? To gan, quân đâu, giam nó vào ngục tối. Trước khi bị hành hình, tử tù nào cũng được phép nói lần cuối. Vậy thần có được phép không ạ? Được, nói đi. Thần bị xử oan, thần luôn trung thành tận tụy với hoàng tử. Thần đã nghe thấy câu chuyện của 3 con chim nói với nhau. Tội nghiệp Johannes trung thành của ta.
dẫn Johannes ra khỏi giá treo cổ cho ta. Dẫn ngay. Một người tận tụy như Johannes mà ta lại trót xử oan. Johannes trung thành của ta, ước gì ta có thể làm ngươi sống lại được. Bệ hạ có thể làm thần sống lại nếu như người sẵn lòng hy sinh cái gì mà người quý nhất. Ôi, Johannes trung thành, thứ quý giá nhất của ta chính là mạng sống của ta và hoàng hậu. Thiếp lúc nào cũng nghĩ tới Johannes trung thành, một người vì chúng ta mà bị nạn. Thiếp sẵn sàng hy sinh để Johannes được hồi sinh. Mang cho ta hai chén thuốc độc vào đây. Bệ hạ và hoàng hậu ăn ở có thủy, có chung, tình ấy sẽ được đền đáp. Johannes, hãy tha thứ cho ta và hãy ở bên chúng ta trọn đời. Thần tuân lệnh. Những con chuồn chuồn tre. Ông ơi, con chuồn chuồn đẹp quá, bán cho cháu một con. Đây, của cháu đây, 5.000 một con. Dạ cháu xin. Chào bé, cháu có thích một con chuồn chuồn không? Có ạ, nhưng cháu không có tiền ông ạ. Đây, ông cho cháu, cầm lấy mà chơi. Thật cả, ơi, cháu cảm ơn ông. Chuồn chuồn ông làm khéo quá. Ừ, thôi cháu về đi, kéo muộn. Cháu chào ông. Cháu chào ông. Hôm nay ông đắt hàng chứ ạ? Cũng bình thường thôi. Cháu bán được nhiều chưa? Hôm nay cháu chưa bán được gì ông ạ. Không sao, ông tặng cháu con chuồn chuồn này, hy vọng nó mang lại may mắn cho cháu. Cháu cảm ơn ông. To rồi, ba lên xe con chở về. Ba thật là, sao ba cứ nhất định đi bán mấy con chuồn chuồn thế? Nhà mình có thiếu gì đâu mà ba cứ ôm cực vào thân. Bán cả ngày cũng có được bao nhiêu đâu. Sao lại chả được bao nhiêu? Được nhiều ấy chứ. Nhiều ư? Một con chuồn chuồn ba bán 5.000, có khi lại cho không? Thà rằng ba cứ ở nhà nghỉ cho khỏe, ba cần tiền gì cứ bảo chúng con. Ê, ba già rồi, cần gì tiền bạc, điều ba cần là làm được những việc có ích con à. Ba bán mấy con chuồn chuồn tre thì có ích cho ai chứ? Chuồn chuồn bay nào. Đây con trai. Thế là đủ một đôi chuồn chuồn nhé. Ôi, đẹp quá. Bay đi, bay cao lên. Con quên rồi sao, ngày còn bé, con đã có những giây phút sung sướng như thế nào với những con chuồn chuồn này. Tuổi thơ ấy, dễ mấy ai quên. Giờ đây cuộc sống có khác, nhưng còn bao đứa trẻ lam lũ, thiếu vắng tình cảm gia đình, phải vật lộn kiếm sống. Hoặc là suốt ngày chỉ ở nhà và tới trường, không có thời gian vui chơi. Đâu biết những con diều, những chong chong giấy hay những con chuồn chuồn tre như ngày xưa. Ba làm vậy, muốn tạo cho chúng những niềm vui nho nhỏ,
những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ không bị át đi trong tiếng còi xe ồn ào của cuộc sống này. Và cũng nhờ vậy mà ba thấy khỏe ra, trẻ ra. Chứ ba đâu có phải để kiếm tiền. Ba, con... Cô gái câm. Cả buổi sáng chưa được dòng khách nào, hôm nay xui quá. Đây đây, tôi tới ngay đây. À, cô đi đâu tôi chở? Trung tâm giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật. Cháu muốn đến đây, cháu công tác ở đây hả? Vậy thì lên xe bắt chở đi. Xin lỗi cháu, tự dưng bác thấy chóng mặt quá. Bác không sao, thì thoảng vẫn bị thế này. Nghỉ tí là đỡ ngay thôi, cháu đừng có sợ. Mua gì cô gái? Mua một chai nước lọc này hả? Con bé này bị câm thì phải. Để xem có biết đổi gì không. Nè, tiền thối nè. Nhìn vậy mà cũng gớm phết. Còn định đòi nốt mấy đồng nữa chứ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Nè bà, hình như tôi thấy ông Năm nhà bà đang ngồi bên gốc cây đằng kia hay sao đó. Ồ thật hả? Thôi chết, hay lại cái bệnh tiền đình. Hôm nay nắng nóng thế này. Ông ơi, ông có sao không? Cô là... Không, tôi không sao, bà đừng lo. May có cô đây mua cho chai nước, uống xong cũng đỡ rồi. Tôi xin lỗi. Sói, gấu và cáo. Chà chà, bọn cừu non nhìn ngon quá. Mình thì đang đói mòn đây. Cái gì thế? Sói kìa, cẩn thận, mau chạy lên phía đồi cao đi. Miếng ăn dần đến tận miệng rồi mà anh phá hỏng hết đấy. Anh có biết tôi phải ngồi rình từ sáng đến giờ không? Đúng là lão gấu lẩm cẩm. Xin lỗi, tôi đâu có biết anh đang rình bọn chúng. Mà có tôi đây, sao anh không gọi giúp sức? Hai cái đầu cùng suy nghĩ, không hơn một cái đầu à. Cả một đàn cừu thế kia cơ mà. Anh sợ gì thiệt thôi. Anh nói chí phải. Vậy ngày mai, chúng ta cùng qua đây mai phục săn mồi. Được, được, hẹn ngày mai nhé. Mọi người chớ tách đàn, cần đi sát vào nhau. Vâng ạ. Tới nhanh nào, tình yêu tới nhanh nào. Các anh đang đói bụng lắm đây. Hai cái lão này đang định âm mưu gì đây? Phải hù cho chúng một trận mới được. Đứng lại! Đứa nào hỗn láo thế hả? Bọn tao đang rình mồi, mày lại đến phá đám. Hỏng hết cả việc lớn rồi. Trời ơi, tức ơi là tức. Ây da, tao xin lỗi. Tưởng chúng mày đang thì thầm bàn tán âm mưu gì. Biết trước chúng mày rình đám cừu non này thì tao đã vào giúp sức. Hừ, biết trước cái con khỉ. Thôi
Thôi, cơm không ăn, gạo còn đó. Bọn cừu non này sớm muộn gì cũng vào bụng anh em mình. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thì cái bọn cừu này mới mau vào bụng. Mà bọn mày ngốc lắm, có nhiều người thì phải chia nhau ra mà mai phục. Sao lại túm tụm cả bọn ở đây? Bị phát hiện thì lộ cả bọn, có phải phí công không? Ừ, đúng rồi, anh Cáo nói chí phải. Mai, mỗi đứa canh một góc, dồn chúng vào giữa. Rồi ta tha hồ mà chọn những con ngon nhất. Tuyệt, kế hoạch đó có vẻ hay đấy. Thống nhất vậy nhé. Dạo này, mấy tên cáo, gấu, sói liên tục rình rập, quấy nhiễu chúng ta. Đàn cừu thiệt hại không nhỏ. Giờ để bảo toàn tính mạng, không xuống chân đồi nữa. Không xuống một ngày, hai ngày, chưa cả tuần không xuống gặm cỏ thì chúng tôi chết khô cả à. Đúng thế, chúng ta không xuống thì bọn ác ma đó vẫn lên đây tìm cơ mà. Chạy trời không khỏi nắng đâu ạ. Bọn nó nói cũng có lý, mình phải tìm cách gì mới được. Được, ta đã có cách. Anh sói, anh gấu, anh cáo ơi, tôi có chuyện muốn bàn với các anh đây. Này, con cừu đầu đàn kia sao lại dẫn xác tới đây nhỉ? Hình như nó muốn nói gì đấy, cứ gặp nó xem sao. Tôi xuống đây là muốn mời một trong ba anh làm thủ lĩnh đàn cừu thay cho tôi ạ. Tưởng chuyện gì, cái đó bọn tao làm được. Nhưng thủ lĩnh thì chỉ có một, mà ba anh nào cũng xứng đáng cả. Tôi khó nghĩ quá, không biết phải mời ai. Tất nhiên là tôi xứng đáng nhất chứ ai. Còn lâu, người có thể làm thủ lĩnh chính là ta mới đúng. Thủ lĩnh phải có đầu óc sáng suốt. Người như ta mới xứng đáng. Phải là tôi, là tao chứ. Tôi xứng đáng hơn. Thôi, thế các anh cứ bàn với nhau đi. Ngày 1, ngày 2, xin cho tôi biết. Được, ta đã có cách. Cứu tôi với! À, cứu tôi với! À, cứu tôi với! Cứu tôi với! Ngu thì chết, bảo gì cũng nghe. Nếu chúng mày thông minh một chút, ắt biết những chỗ ta bảo đến là có bẫy của con người đặt chứ. Từ nay chỉ còn ta làm thủ lĩnh của lũ cừu. Lũ cừu kia, giờ thì sói và gấu bị người bắt rồi, chỉ còn ta sẽ là thủ lĩnh của các ngươi. Hãy dâng sản vật, tự nguyện cống nạp mạng cho thủ lĩnh. Cáo ơi, khôn ngoan hại người cho lắm vào. Gấu, sói không còn, giờ một mình ngươi làm được gì? Cứu tôi với, cứu tôi với. Khôn ngoan hại người cho lắm vào, giờ một mình ngươi làm được gì? Cái đuôi. Cô rắn chúa ra rồi kìa. Trật tự xem cô ấy biểu diễn điệu múa đuôi nổi tiếng của mình. Hay quá, đẹp quá. Ôi, cô rắn múa đẹp quá. Cái đuôi của cô ấy mà uyển chuyển, thanh thoát làm sao. Đuôi thế mới là đuôi chứ. Ôi, cô ấy múa đẹp thật. Thân hình uyển chuyển, đặc biệt là cái đuôi trơn nhẵn. Sao mà tuyệt vời thế. À, mà sao chúng mình không cạo lông đuôi đi để có thể múa đẹp như cô rắn nhỉ? Ờ, phải đấy, phải có cái đuôi như của cô ấy mới được. Sóc ơi, nhìn mình này. Cậu làm gì với cái đuôi của cậu vậy? Sao lại cạo sạch lông trần trụi như vậy chứ? Cậu thật lỗi mốt. Cả khu rừng này đang có trào lưu cạo hết lông đuôi để có thể múa đuôi đẹp như cô rắn chúa. Cậu trông đuôi mình có thời thượng không? Từ giờ mình có thể múa với cái đuôi thời thượng này, nhất định mình sẽ múa hay như cô rắn. Cậu làm sao thời thượng được bằng mình? Các cậu nhìn xem, đuôi mình mới là đuôi thời thượng chứ. Cái đuôi của cậu làm sao dài và thon đẹp như của mình chứ? Của mình đẹp hơn. Của hai cậu đều không thời thượng bằng của mình. Mèo, cái đuôi của cậu... Đuôi của mình là đẹp và thời thượng nhất. Mấy cậu làm sao có được như của mình chứ? Của mình mới là thời thượng, mình múa đẹp nhất. Không, của mình. Của mình mới đẹp. Cái đuôi của mình đúng là lỗi mốt rồi.
cả thiên hạ đang thi nhau cạo lông đuôi, mình cũng phải làm ngay cho bằng bạn bằng bè mới được. Chắc là đau lắm, nhưng không sao, mình sẽ làm được. Mình sẽ có ngay một cái đuôi thật thời thượng. Sóc, em đang định làm gì vậy? Chị voi đấy à, em đang định cạo lông đuôi của mình đi, để có thể múa đẹp được như cô rắn. Các bạn lợn, khỉ, mèo đều cạo hết rồi chị ạ. Nhìn đuôi của họ thật hợp thời và mốt quá. Em không được làm vậy. Em có biết đuôi của em có tác dụng giữ thăng bằng. Em mà cạo hết lông thì rất nguy hiểm. Chị khuyên em không nên chạy theo mốt. Chị lo lắng quá rồi. Chị xem, mọi người đều làm thế cả mà có chuyện gì xảy ra đâu. Em cũng có thể làm được. Chị cứ để em. Em không nghe lời khuyên của chị. Sau này đừng có hối hận đấy. Ôi, chiếc đuôi mới của mình đẹp quá. Nhìn nó mới mô đen làm sao. Lẽ ra mình nên làm việc này từ lâu lắm rồi. Mình phải đi khoe khỉ, lợn và mèo mới được. Trong chiếc đuôi của mình, ăn đứt đuôi của bọn họ ấy chứ. Các cậu nhìn xem này. Hoan hô, sóc cũng cạo đuôi rồi. Chuyện, các cậu nhìn đuôi mình đẹp không? Nhân đây, mình sẽ trổ tài múa một bài cho các cậu thưởng thức. Mình sẽ trèo lên cái cây kia, vừa bay vừa múa. Các cậu chú ý xem nhé. Mình bắt đầu múa này, các cậu nhìn nha. Các cậu thấy đẹp chưa? Ôi, ôi, có chuyện gì thế này? Cứu, cứu mình với. Ôi da, sóc có sao không? Sao lại vậy chứ? Mình chuyền cây từ lúc sinh ra tới giờ đã ngã bao giờ đâu. Sao hôm nay lại không giữ nổi thăng bằng trên cành cây vậy? Em sóc có sao không? Chị đã nói rồi, đuôi em có tác dụng giữ thăng bằng. Em không được cạo hết lông đi. Thế mà em có chịu nghe đâu. Vậy mới ra nông nổi này. Em nhưng như vậy mới đẹp, mới thời thượng chứ chị voi. Như cô rắn chúa ấy. Thời thượng cái gì chứ? Chị rắn chúa được tạo hóa sinh ra đã thanh mảnh, nhẵn nhụi như vậy. Chứ chị ấy đâu phải làm điều dại dột như các em. Điều các em nên học theo chị ấy là biến những đặc điểm của mình thành sức mạnh, chứ không phải bằng mọi cách biến mình thành người khác như vậy. Hậu quả sẽ rất khôn lường. Và các em cũng nên nhớ, đuôi nào cũng có tác dụng của riêng nó. Đuôi của sóc thì giữ thăng bằng, khỉ thì giúp bám vào cây chắc hơn, của mèo thì đuổi ruồi, muỗi, dạy con tập vồ mồi. Giờ các em cạo trụi như vậy thì nó còn tác dụng gì nữa chứ? Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em sẽ nghe theo lời chị. Từ giờ sẽ không đua đòi, không cạo lông đuôi đi nữa. May mà lông đuôi còn có thể mọc lại được. Nếu không, cuộc sống này của em rồi sẽ ra sao? Nhớ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Dạ, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.